Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia Launchpad ở trên Binance trước khi nghỉ lễ. Đây, và hiện tại là cái sự kiện này nó đang sắp diễn ra rồi, còn 1 phút nữa thôi. Thì để tham gia Launchpad, mình sẽ vào lại cho các bạn xem nhé. Đây, thoát ra. Thì đầu tiên ở màn hình chính, nếu mà màn hình chính của bạn chưa trông như thế này thì rất có thể là bạn chưa ở phần Binance VIP Pro, thì các bạn ấn ở phía trên bên tay trái có hình thằng người ấy, các bạn ấn vào cho mình. Đó, rồi các bạn bật cho mình cái Binance VIP Pro này lên là được. Đó. Thì là các bạn sẽ có được cái giao diện như này. Sau đấy thì các bạn ấn vào phần thêm. Rồi, các bạn kéo xuống dưới cho mình. Kéo xuống cái phần đây, phần earn này, rồi có cái hình tên lửa đâm lên ấy, đó, Launchpad đây. Thì các bạn ấn vào cho mình. Đấy, và còn 29 giây nữa, 27 giây nữa là sự kiện tham gia Launchpad sẽ được tiến hành. Đây, và các bạn có thể thấy là cái thời gian đăng ký nó đã thành màu xanh rồi. Mình sẽ ấn vào nút đăng ký này. Ok, và như các bạn có thể thấy ở trên này nó có thời gian đếm ngược, tức là chúng ta chỉ có tầm 3 giờ để có thể đăng ký thôi. Đây, mình sẽ kéo xuống dưới. Đó, ở đây có chương trình thời gian tham gia đăng ký đây. Bạn có thể thấy là cái giới hạn cam kết đăng ký của mình có thể lên tới 14 BNB cơ. Và hiện tại mình chưa cam kết đồng BNB cả, thì mình sẽ ấn vào phần cam kết nhé. Và lần này thì mình sẽ cam kết đây, khả dụng ở trong ví Spot của mình thì đang có là 4 BNB, thì mình sẽ thử cam kết 2 BNB trước nhá. 2 BNB rồi, sau đây ấn vào đây đi. Rồi, xong mình ấn vào phần là cam kết ngay, chấp nhận cam kết này. Ok, và như vậy là mình đã cam kết thành công ở trên này. Và các bạn có thể thấy là đang có hơn 23.000 người đang tham gia rồi. Thì để có thể cam kết được BNB, các bạn cần phải có đồng BNB này ở trong ví các bạn, trong ví Spot của các bạn trước nhé. Còn làm sao để bạn có được cái giới hạn cam kết cao như của mình, các bạn cần phải nắm giữ cái đồng BNB trước đấy. Trước khi mà cái sự kiện nó diễn ra, các bạn cần phải nắm giữ đồng BNB. Bạn có thể gửi BNB ở trong mục earning cũng được, hoặc là các bạn có thể để ở trong ví Spot cũng được. Thì nếu các bạn để trong ví Spot như này này, thì là các bạn có thể mua bán và cam kết được luôn. Đó, cam kết được BNB ở trên này luôn. Vừa nãy thì mình để 4 BNB ở đây, thì mình cam kết 2, giờ còn 2 rồi. Đấy, 2,8 BNB nhá. Đây, mình vào mình check lại cho các bạn xem luôn này. Rồi, mục thêm này. Đó. Đây, Launchpad đây. Rồi, đăng ký này. Ok. Đây, mình sẽ kéo xuống. Đó, ấn vào cam kết BNB nhá. Các bạn có thể thấy là cái số BNB khả dụng trong ví của mình để có thể đăng ký nó đang là 2,8 này. Thì các bạn càng cam kết được nhiều, và như thế thì các bạn sẽ càng có cơ hội để nhận được cái đồng coin mới này. Và khi cái đồng coin mới này nó ra, nó pump lên gấp 100 lần, 1000 lần, thì đó sẽ là một cái khoản lợi nhuận rất là tốt. Ok, sau khi cái sự kiện đăng ký Launchpad này kết thúc và khi cái đồng coin mới này nó ra ấy, thì nó tăng bao nhiêu phần trăm thì mình cũng sẽ chia sẻ ở trên bài viết trên YouTube của mình luôn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.